Thế thấy mệt không? Có gì đâu mà mệt anh. Anh thì anh em làm máu thế, em hỗ trợ từ sáng đến giờ, chưa đã làm gì cả. Anh em làm tốt thôi. Dạ. Thế càng tốt mà anh. Cũng thế cũng tốt. Dạ. Mà anh em kiếm một tiền. Mà cũng tắt thằng siro nhà mình cơ. Ai uống cũng thấy ngon, ai uống cũng có kết quả. Có mà anh bảo. Dạ. Sáng nay chị Tâm cũng điện cho anh là muốn gặp trao đổi với anh một số việc mà chị Tâm vừa qua đây. Dạ. Để em sẽ hẹn lịch lại với chị ấy. Không biết là anh có cần quà cáp gì để mình gửi sang bên chị ấy không ạ? Hình như trong xe của mình có mấy gói quà. Dạ. Thì em cứ chuẩn bị mấy gói quà đấy để anh gửi cho các anh em trong miền Nam. Dạ vâng. Dạ. Vậy em đi chuẩn bị luôn đây nhá. Ok, đi chuẩn bị đi. Anh gọi em ra đây có việc gì? Anh gọi em ra đây tính đến chuyện lô hàng. Vừa rồi mình đã lên kế hoạch nhưng không thành. Em nghe nói lô hàng lần này về hơi chậm phải không anh? Nhà máy vừa trả lời anh xong. Cái lô hàng trong đó có nhiên liệu nhập về nó hơi chậm, nên chắc chắn sẽ chậm vài hôm. Nên em bảo đại lý của bên em chậm cho anh vài hôm. Cái nhãn hàng Shizuo ăn ngon Prokit nhà mình rất là chất lượng, nên là khách hàng sử dụng rất là khen. Mà cái việc chậm hàng này thì lại làm cho anh em rất là sốt ruột. Thôi được rồi, cái vấn đề này anh sẽ về nhà máy anh sẽ giải quyết. Làm sao nó gần nó đúng với tiến độ để anh em khỏi phải sốt ruột. Mà cho anh hỏi khu vực miền Nam, hiện tại em là người quản lý trực tiếp, thì trong đấy cái thị trường nó có đòi hỏi gì không? Có. Em có gặp một số vấn đề, nhưng mà em đã dùng mối quan hệ thân quen và em đã giải quyết xong. Anh yên tâm. Ok, vậy đã tốt rồi. Vậy thì kế hoạch là em bay vào trong Nam trước. Anh lo công việc ở miền Bắc này xong thì anh sẽ bay vào trong Nam hỗ trợ anh em. Vì ở miền Bắc này có một số tỉnh, một số nhà phân phối làm chưa đúng với chính sách, nên là anh sẽ giải quyết xong anh sẽ vào. Dạ vâng anh. Vậy thì để tối em đặt vé máy bay, rồi sáng mai em bay vào Nam luôn. Ok em. Để tối anh sẽ họp tất cả giám đốc thương hiệu để anh thông báo lịch làm việc, để triển khai công việc cho anh em luôn. Vì thời điểm bây giờ là anh em rất là cần sự hỗ trợ từ công ty. Dạ vâng anh. Vậy em xin phép về công ty trước để thu xếp công việc. Ok, thế em về trước đi nhé. Em chào anh ạ. Ok, chào em.